Ngày xưa, Rapunzel vào rừng hái nấm cùng với con kỳ lân thân yêu của mình là Hero. Bọn họ rất vui vẻ. Hoàng tử Harry rất thích súp nấm, anh ấy sẽ thích cái này. Chắc chắn là vậy rồi. Đột nhiên, họ nghe thấy một giọng nói. Celine, em đang ở đâu Celine? Rapunzel và Hero nhìn xung quanh, cố gắng xem đó là ai. Giọng nói đó đến từ đâu vậy? Nhìn kia, một đứa trẻ. Mau đến chỗ cậu ấy. Rapunzel và Hero ngay lập tức đến chỗ cậu bé. Em là ai? Em đang gọi ai vậy? Tại sao em lại một mình ở trong rừng? Tên em là Theo, và em đang tìm em gái. Em ấy bị lạc ở trong rừng. Vậy là em gái em mất tích hả? Phải, bọn em đang hái quả mâm xôi thì em ấy biến mất. Em rất sợ em của mình gặp phải người thợ đốn củi xấu xa. Thợ đốn củi đó là ai? Hắn là một kẻ bắt cóc trẻ em. Hắn bắt cóc trẻ em và bán chúng ở thị trấn đó. Cái gì? Không đời nào, thợ đốn củi này thật là độc ác. Hắn sống ở hồ nước bùn trong rừng. Nghĩ tới việc hắn có thể bắt cóc em gái em sợ lắm. Celine còn rất nhỏ. Rapunzel và Hero rất buồn vì chuyện Theo gặp phải. Em đừng lo Theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm Celine. Họ lên đường vào rừng để tìm em gái của Theo. Celine, em đang ở đâu? Celine. Trong khi đó, Celine đang sợ hãi khi ở một nơi vắng vẻ. Thợ đốn củi xấu xa đi nhặt củi, và khi quay trở lại căn nhà gỗ của mình, hắn thấy cô bé đang ngồi khóc một mình. Ngày may mắn của ta đây, một đứa trẻ ở một mình ở trong rừng. Chào cô gái nhỏ, cháu đi lạc phải không? Cháu không cần phải sợ tôi. Tôi sẽ giúp cháu. Đi với tôi, chúng ta sẽ cùng tìm người nhà cháu. Thợ đốn củi đã lừa Celine bằng cách nói với cô bé rằng hắn sẽ đưa cô bé về gia đình và đưa cô bé đi. Khi đến căn nhà gỗ, hắn giam Celine trong nhà kho, nơi hắn đang giam giữ những đứa trẻ khác. Hắn cười to. Nghe này mọi người, ta đã mang đến một người bạn mới. Bé Celine nhận ra rằng thợ đốn củi đã lừa mình. Cô bé sợ hãi và bắt đầu khóc. Rapunzel, Hero và Theo tiếp tục tìm kiếm Celine trong rừng. Celine! Nè Celine! Em nghĩ ta nên tìm căn nhà gỗ của thợ đốn củi. Phải, Hero nói đúng. Ta đến hồ nước bùn thôi. Trong khi đó, thợ đốn củi xấu xa đang trên đường đưa lũ trẻ vào thị trấn. Ta sẽ bán các ngươi cho bọn buôn người và kiếm được rất nhiều tiền. Rapunzel, Hero và Theo cuối cùng đã tìm thấy căn nhà của thợ đốn củi. Đến rồi, đây là nhà của thợ đốn củi. Họ đến gần và nhìn vào bên trong. Ngôi nhà hoàn toàn trống trơn, không thấy ai hết. Có thứ gì đó ở trên mặt đất. Đây là kẹp tóc của em gái em. Nhìn kìa, vết bánh xe này chắc là xe của thợ đốn củi. Hắn đã bắt em gái em. Hắn sẽ bán nó cho bọn buôn người. Leo lên lưng em đi. Em biết đường tắt đến thị trấn. Khi Hero đưa Rapunzel và Theo đi qua đường tắt, họ bắt kịp thợ đốn củi. Hắn dừng xe lại, ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi và ăn uống. Hắn ở đằng kia, hắn đang nghỉ trưa. Không thể tin nổi, cái lòng đầy trẻ con. Celine có ở trong đó, em thấy con bé, chúng ta cứu bọn trẻ bằng cách nào? Thợ đốn củi xấu xa đang buồn ngủ. Mình cảm thấy buồn ngủ quá, chắc mình sẽ chợp mắt một chút. Đừng khóc nữa, ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát và sau đó sẽ tiếp tục hành trình. Nhìn kìa, thợ đốn củi đang ngủ. Mau đi cứu lũ trẻ. Các em đừng lo, chị sẽ cứu các em. Đừng tạo ra tiếng ồn nhé. Ngay lúc đó, một con ruồi đậu vào mũi của thợ đốn củi đang ngủ. Cút đi đồ bẩn thỉu. Này,
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các ngươi là ai? Ồ, hắn tỉnh rồi. Theo, chạy đi. Đến đây nào nhóc, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát sao? Ôi không, hắn bắt được Theo rồi. Mau chạy đi Hero, nếu không chúng ta cũng sẽ bị bắt đó. Ngươi đến để cứu bạn ngươi à? Vậy thì qua đó luôn đi nào. Xin lên, em đừng sợ. Anh đang ở bên em, chúng ta sẽ được cứu, đừng lo lắng. Một ngày rất may mắn, ha ha ha. Ta sẽ bán được thêm một đứa nữa. Rapunzel và Hero đã cố gắng nghĩ ra một kế hoạch để cứu những đứa trẻ. Chúng ta sẽ làm gì đây Hero? Làm sao để cứu những đứa trẻ đó khỏi tay hắn? Em có một kế hoạch. Ngay khi thợ đúng củi gian ác đó chuẩn bị tiếp tục lên đường vào thị trấn, Hero đã xông lên trước mặt hắn ta và ngăn hắn lại. Này, con ngựa xấu xí có sừng kia, tại sao ngươi lại đứng đó? Mau tránh đường đi. Trong khi đó, Rapunzel cắm một miếng gỗ dày vào bánh xe ở phía dưới mà thợ đốn củi xấu xa không để ý. Được rồi, cuối cùng con ngựa có vẻ ngoài kiệt quặc đã bỏ đi. Nhưng chiếc xe lại không di chuyển. Tại sao chiếc xe vô dụng này không di chuyển? Để ta xem nào, cái quái gì vậy hả? Ô, một miếng gỗ bị kẹt trong bánh xe của ta. Giờ hãy xem đây. Ôi trời. Ôi trời. Rapunzel. Theo, Celine, các em đã thoát rồi. Mau lên nào mọi người, hãy ra khỏi cái lồng này. Các em mau về nhà đi. Cảm ơn chị đã cứu bọn em. Cảm ơn chị. Theo ơi, em có biết những đứa trẻ này không? Có, chúng đều là trẻ em ở làng bọn em và làng ở bên cạnh. Các em còn chờ gì nữa? Mau về làng đi. Thợ đốn củi xấu xa đang hét lên giận dữ từ con suối mà hắn bị rớt xuống. Bọn hư hỏng, các ngươi cứ chờ xem, ta sẽ bắt và tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Tất cả mọi người đều cười thợ đốn củi. Ngay cả con ếch cũng đang cười ngươi. Rapunzel và Hero đã rất vui khi cứu được Theo, Celine và những đứa trẻ khác. Rapunzel được biết đến với vẻ đẹp và lòng tử tế. Có một công chúa từ một vùng đất sa mạc xa xôi muốn gặp Rapunzel. Cô ấy mời Rapunzel đến đất nước của mình. Rapunzel đã nói với con kỳ lân Hero yêu quý về điều đó. Vậy là công chúa của vùng đất sa mạc đã mời chị đến đất nước của cô ấy. Phải Hero, chị rất vui vì được mời, vì chị luôn muốn đến vùng đất sa mạc này. Vậy là chị sẽ đi à? Phải, chị đã nói với hoàng tử Harry. Chị sẽ đi bằng du thuyền. Tuyệt vời, chị sẽ có rất nhiều điều để kể khi trở lại. Nhưng chị không muốn đi mà không có em. Em muốn đi chung không? Quang hô, em cứ tưởng chị sẽ không hỏi em. Chị rất vui khi có em đi chung. Ngày mai chúng ta sẽ lên du thuyền hoàng gia nha. Rapunzel và Hero vượt biển đến một đất nước xa xôi vạn dặm. Đức vua ở đó đang chào đón họ. Đức vua đã cho họ đãi ngộ của hoàng gia và chuẩn bị một bữa yến tiệc ngon lành. Trong ngày thật buồn, ngài đang bận tâm về điều gì? Và công chúa đang ở đâu? Thần muốn gặp cô ấy. Đức vua giải thích rằng phù thủy sa mạc độc ác đã bắt cóc con gái của ông. Ông đã tìm kiếm cô ấy ở khắp nơi nhưng không tìm thấy. Ồ, thần hiểu rồi. Phù thủy sa mạc đã bắt cóc công chúa. Thần rất tiếc khi nghe điều này. Thưa bệ hạ, xin hãy để thần và Hero cứu công chúa khỏi một phù thủy độc ác. Bây giờ bà ta đang ở đâu?
Chúng ta sẽ có một cuộc hành trình đầy thử thách Hero. Em đã sẵn sàng chưa? Dân, tất nhiên, em đã sẵn sàng. Chúng ta phải cứu công chúa khỏi tay phù thủy và đưa cô ấy trở về. Chúng ta đi thôi. Rapunzel và Hero lên đường cùng với những người lính cưỡi lạc đà mà đức vua đã cung cấp cho họ. Khi họ đi qua sa mạc, một cơn bão cát đen tối đột nhiên xuất hiện và họ không thể nhìn thấy gì cả. Đừng đi xa khỏi em, che mặt chị lại đi. Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy? Có lẽ là do phù thủy sa mạc làm. Bà ta biết chúng ta đang tìm công chúa. Những người lính đang rời đi. Nè, đợi đã, đừng đi, trở lại đây. Khi cơn bão cát kết thúc, xung quanh họ không còn ai cả. Mọi người đều đã biến mất, kể cả lạc đà. Chúng ta không mang theo nước hoặc thức ăn, ta sẽ làm gì đây? Chúng ta phải đi tiếp, có lẽ sẽ tìm thấy nước ở đâu đó. Họ tiếp tục đi trên con đường của mình. Và có một chút nản chí, nhưng họ không đủ sức để chống chọi với cái nóng như thiêu đốt của sa mạc. Chị không thể đi thêm một bước nào nữa. Đừng mất hy vọng, ta sẽ giúp con. Đó có lẽ là một ảo ảnh. Mình khác đến mức tưởng tượng ra nhiều thứ rồi. Làm sao hai chúng ta lại có cùng một ảo ảnh? Đó không phải là ảo ảnh, ta là bà tiên. Không thể tin vào mắt mình, sao lại như thế được? Hay quá, nước kìa, tuyệt quá. Rapunzel và Hero uống nước cho đến khi hết khát. Bà tiên cũng nói cho họ biết công chúa đang ở đâu. Phù thủy sa mạc đã giam cầm công chúa trong ngôi đền của quỷ dữ. Ta sẽ giúp hai con cứu cô ấy. Vì thế họ tiếp tục lên đường. Cùng với sự giúp đỡ của bà tiên, họ đã tìm thấy ngôi đền của quỷ dữ. Chào thôi Hero, chắc là công chúa ở trong đó rồi. Nhưng mụ phù thủy biết họ sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Xem nào những kẻ khốn khổ, ta chờ các người lâu lắm rồi. Rapunzel, hãy coi chừng. Ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ phải chọn kết cục của các ngươi là lửa cháy hay vực thẳm đi. mau lên thảm bay đi. Hero, mau lên thảm bay đi. Vậy là các ngươi đang được bà tiên nhiều chuyện giúp đỡ hả? Nhưng cứ chờ xem, không có kết quả đâu. Hero nhìn thấy công chúa bị xích vào cột. Công chúa, cô ấy ở đó. Mau lên nào, hãy cứu cô ấy. Mụ phù thủy bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Các ngươi nghĩ là có thể cứu được công chúa hả? Xảy ra vậy? Cát này ở đâu ra? Mụ phù thủy muốn chôn chúng ta trong cát. Đây là kết thúc buồn của các ngươi, những kẻ muốn trở thành anh hùng. Đúng lúc đó, bà tiên xuất hiện. Lại là ngươi, bà tiên, ngươi đang ở đâu? Mau lộ diện ngay đi. Đừng lo công chúa, chúng tôi sẽ cứu cô khỏi bà ta. Nhanh lên, phù thủy có thể đến bất cứ lúc nào. Chị không thể mở cái xích này, nó bị khóa bằng câu thần chú ma thuật. Bà tiên lại đến giải cứu họ một lần nữa. Mau đưa công chúa ra khỏi đây ngay. Mau ra ngoài đi Hero, bay đi, mau lên. Nhưng mụ phù thủy không có ý định để họ đi dễ dàng như vậy.
các người sẽ không thể thoát khỏi ta. Cố lên, Hero, nhanh lên nữa. Bọn phù thủy đang đuổi theo chúng ta. Đỡ đi. Ôi, cái đầu của ta, ta không thể thấy gì cả. Ôi, ôi, mau cứu ta. Hero, cửa đang đóng kìa, mau lên. Bà tiên chờ gặp họ ở bên ngoài ngôi đền. Các con đã làm rất tốt, rất xuất sắc. Tụi con không thể cứu công chúa nếu không có bà. Ta chỉ giúp một chút thôi, nhưng ta có một thứ nữa dành cho các con. Đó là gì? Ta thấy việc vượt qua sa mạc một lần nữa là không thể. Các con có thể trở lại thảm. Cảm ơn bà vì đã giúp tụi con. Nhiệm vụ của ta là luôn giúp đỡ những người tốt như các con. Tạm biệt bà tiên. Họ cùng nhau bay về hoàng cung. Đức vua rất vui mừng khi con gái đã trở lại. Công chúa không biết cảm ơn Rapunzel thế nào nên đã tặng cô rất nhiều quà. Chúng tôi rất vui khi được gặp đức vua và công chúa. Hãy đến thăm chúng tôi bất cứ khi nào cô muốn. Rapunzel và Harold đã nói lời từ biệt với đức vua và công chúa. Họ rời cung điện và trở về quê nhà của mình. Một ngày nọ, hoàng tử tặng một chú ngựa con dễ thương cho người vợ yêu dấu của mình là Lọ Lem. Bé cưng, em dễ thương quá. Chúng ta hãy gọi em là Barbie. Buffy, người bạn thân nhất của Lọ Lem cũng có mặt ở đó. Xin chào Barbie, mình là Buffy. Barbie là một cô ngựa vô địch. Cô ấy đã chiến thắng nhiều cuộc đua, mang về vô số giải thưởng. Hoàng tử hỏi Lọ Lem liệu Lọ Lem có muốn cho Barbie tham gia cuộc đua ngựa hoàng gia không? Có, em rất thích. Nhưng em chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Hoàng tử liền thuê thầy hướng dẫn cưỡi ngựa giỏi nhất của vương quốc đến. Và Lọ Lem bắt đầu việc học cưỡi ngựa. Pofu, chị thật sự muốn Barbie giành được chiếc cúp này. Chị sẽ thành công, em chắc chắn là vậy. Mụ phù thủy độc ác Rosa và con gái bà ta Sara rất ghen tị khi nhìn thấy Lọ Lem được học cưỡi ngựa. Từ đâu lại có cuộc thi đua ngựa hoàng gia này vậy? Nếu cô ta thắng, danh tiếng của cô ta sẽ tăng lên. Chúng ta phải ngăn cô ta lại. Nhưng ngăn bằng cách nào chứ? Mẹ nghĩ mẹ đã có cách rồi. Mẹ có cách gì? Con sẽ tham gia cuộc đua và con phải giành được chiến thắng. Nhưng con không biết cưỡi ngựa, mà con cũng không có con ngựa nào. Nếu cô gái ngốc nghếch đó học được thì con cũng như vậy, mẹ sẽ chọn cho con ngựa tốt nhất. Mụ phù thủy đã mua cho con gái một con ngựa lông đen. Sarah cũng đến đường đua cùng với thầy hướng dẫn. Xin chào Sarah, con ngựa của cô đẹp quá, cô cũng tham gia cuộc đua à? Đúng rồi cô gái, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho cô vì cô sẽ không có cơ hội thắng tôi đâu. Cho mình cười một chút nha, cô ta nghĩ cô ta là ai? Chúng ta cứ chờ xem Sarah, người giỏi nhất sẽ chiến thắng. Nhưng Sarah lại cưỡi ngựa thất bại ngay trong buổi học đầu tiên. Đừng cử động nữa, đồ xấu xa. Đứng yên đi, ta không thể ngồi vững. Ao, ngươi là con ngựa bất tài. Con ngựa của cô sẽ hành động như vậy nếu cô mắng mỏ nó. Nhiều ngày trôi qua,
Lọ Lem đã cưỡi ngựa rất thành thạo sau khi hoàn tất khóa huấn luyện của mình. Hay quá! Cô gái này học hỏi nhanh thật. Còn con ngay cả leo lên lưng ngựa cũng không xong. Nhưng con ngựa này vô dụng lắm mẹ ơi. Không, con mới là vô dụng đó. Trên đời chẳng có con ngựa nào vô dụng cả. Phù thủy Rosa biết rằng Sera không thể thắng được Lọ Lem. Chúng ta phải nghĩ cách để con giành được chiến thắng. Lọ Lem đến chỗ con ngựa của mình. Ngày mai chúng ta có một cuộc đua, cho nên em phải ăn ít hơn. Chỉ được ăn nhiêu đây thôi. Buổi tối đó, phù thủy Rosa và con gái bà ta Sera lén lút đến chuồng ngựa, nơi có ngựa của Lọ Lem. Con vẫn không hiểu những thứ này để làm gì. Hãy động não đi. Con nghĩ ngày mai con ngựa đó sẽ chạy nổi sau khi ăn nhiều yến mạch như vậy hay sao chứ? Bây giờ con đã hiểu rồi. Nó sẽ không thể chạy nổi. Phù thủy Rosa và Zera để lại hai cái xô đầy thức ăn cho Barbie. Ăn đi con ngựa ngốc nghếch. Tối nay ngươi gặp may đó. Ngươi có thể ăn hết cái đống này đó. Tại sao nó lại không chịu ăn? Có lẽ nó đang sợ chúng ta. Chúng ta ra ngoài xem. Mau lên, ăn đi, con ngựa đáng ghét. Cứu giới, lấy thứ này ra khỏi đầu của tôi. Ngày hôm sau, những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đua đã xong. Lọ Lem nhìn thấy yến mạch rơi vung vãi và trong xô có dính kẹp tóc của Sera. Họ đã cho ngựa ăn yến mạch để nó không thể chạy. Làm tốt lắm Barbie, em thật thông minh. Chị biết em sẽ không ăn thứ này. Hẹn gặp em tại cuộc đua. Ta phải cẩn thận, hai con người xấu xa đó có thể làm bất cứ thứ gì. Lọ Lem và Bơ Phù đến chuồng ngựa ở trường đua để tìm bà phù thủy và con gái bà ta. Xem kìa, họ kia rồi. Họ đang làm gì vậy? Mẹ chắc chắn cách này sẽ có tác dụng. Tất nhiên, khi con ngựa bắt đầu chạy, yên ngựa sẽ bị trượt và Lọ Lem sẽ ngã khỏi con ngựa ngu ngốc đó. Con có thể tưởng tượng được cảnh đó, vui thật. Vì vậy cô ta sẽ bị loại khỏi cuộc đua và con sẽ giành được cúp hoàng gia đó. Chúng ta sẽ làm gì đây Pofu? Chúng ta phải ngăn họ lại. Họ đang ra kìa, mau theo dõi họ. Đừng để họ làm việc xấu xa khác nữa. Còn em thì sao? Em sẽ giải quyết vấn đề ở đây. Nè, xin lỗi, có thể để tôi nói đôi lời không? Anh đã đặt nhầm yên ngựa lên ngựa của công chúa rồi. Đây là yên ngựa của Sera. Sáng nay việc này đã được quyết định. Người trong ngựa tin tưởng Bô Phu, vì vậy anh ta đã gắn chặt chiếc yên bị phù thủy bôi mỡ vào ngựa của Sera. Xong rồi. Và cuộc đua bắt đầu. Đến lượt thi của Lọ Lem, hoàng tử hào hứng theo dõi.
Khi nào cô gái này sẽ rớt xuống? Tại sao cái yên ngựa ngu ngốc đó không rơi ra? Ta đã bôi rất nhiều dầu rồi mà. Giờ đến lượt của con, ta phải làm gì đây? Mẹ đã mua cho con ngựa tốt nhất, ra đó giành chiến thắng đi. Sarah miễn cưỡng leo lên ngựa của mình và cưỡi ngựa chạy đến trường đua. Mau lên, chạy đi con ngựa ngu ngốc, nhảy qua những chướng ngại vật đó đi. Cứu với, tôi sắp rớt xuống. Ôi không, khỉ thật. Lọ Lem chiến thắng trong cuộc đua và cô ấy được trao cúp hoàng gia. Ở vương quốc của công chúa Lọ Lem có một truyền thống. Vào mỗi năm, học sinh được đến thăm cung điện và được gia đình hoàng gia tiếp đón. Em muốn tiếp đón bọn trẻ tham gia chuyến tham quan cung điện. Hoàng tử ngay lập tức chấp nhận yêu cầu của Lọ Lem. Lọ Lem chia sẻ tin vui này với bạn của cô là Po Phu. Po Phu, chị vui quá. Chị sẽ đón tiếp bọn trẻ đến cung điện. Đúng là một tin tuyệt vời. Em có thể tham gia không? Tất nhiên rồi Po Phu, có em nữa thì chị yên tâm. Nhưng Sarah và mẹ của cô, phù thủy Rosa, lại không hào hứng với tin tức này. Họ cảm thấy khó chịu vì họ ghen tị với Lọ Lem. Nàng công chúa thường dân đó luôn được chú ý. Bây giờ cô ta sẽ được tiếp đón những đứa trẻ. Cô ta sẽ hối hận vì điều này. Ta sẽ làm cô ta xấu hổ trước mặt bọn trẻ. Ta làm điều đó bằng cách nào? Chúng ta sẽ chơi khăm chúng. Bọn trẻ sẽ nói với mọi người rằng cô ta là chủ nhà không biết cách cư xử gì hết. Ngày hôm sau, bọn trẻ đến tham quan cung điện hoàng gia. Những bông hoa này đáng yêu quá. Cảm ơn các em. Chào mừng các em. Chị đã bảo người làm bánh tráng cho các em rồi. Chào mấy nhóc, tôi là Po Phu. Chào mừng đến với cung điện của chúng tôi. Theo như lịch trình, trước tiên bọn trẻ sẽ được tham quan viện bảo tàng của cung điện. Các em, trong viện bảo tàng này, các em sẽ được xem những hiện vật là một phần lịch sử của cung điện. Này, đừng vào bảo tàng đó, trong đó có ma. Là Sarah hả? Cô ta đang nói cái gì vậy chứ? Tin đồn lan rất nhanh, khiến bọn trẻ cảm thấy sợ hãi và không muốn vào viện bảo tàng. Ôi trời, có ma sao? Ai đã bịa ra chuyện này vậy? Ở đây chẳng có ma quỷ gì cả. Đừng tin chuyện bịa đặt. Mình chắc chắn rằng phù thủy Rosa và con gái có liên quan. Cuối cùng, Lọ Lem đã thuyết phục được bọn trẻ và tất cả đều vào viện bảo tàng. Đây là những bộ áo giáp của hiệp sĩ từ thời cổ đại. Còn đây là hình vẽ của những vị vua triều đại trước. Ma kia! Chạy đi! Khoan đã các em, hãy bình tĩnh. Ma hả? À đúng rồi, mình biết là có chuyện gì rồi. Sarah, dọa bọn trẻ sợ hãi không phải là điều hay đâu.
con đúng là một con bé vô dụng mà. Con phải làm gì đây? Con thỏ xấu xa đó đã giẫm lên cái khăn. Rời khỏi bảo tàng, mời người đến nơi tiếp theo của chuyến tham quan. Bây giờ ta sẽ đến thăm hồ chim cánh cụt. Đó là nơi đẹp nhất của cung điện. Các em chắc chắn sẽ thích. Những đứa trẻ có vẻ rất yêu thích lọ lem. Đừng than thở nữa, mang dầu đi. Đây là cái gì vậy? Mặt nạ Halloween có hình thủy quái ở hồ. Và lần này con đừng mắc sai lầm nữa. Lọ lem tập hợp và đưa lũ trẻ đến tham quan hồ chim cánh cụt. Chị chắc chắn các em sẽ rất thích hồ nước ở đây. Mấy đứa, đừng đi đến hồ nước. Ở đó có một con thủy quái. Công chúa đang đưa các người đến chỗ nguy hiểm. Các người phải cẩn thận. Khi bọn trẻ nghe vậy, bọn chúng không dám đến hồ nước nữa. Lọ lem giải thích với chúng và bọn trẻ hiểu ngay. Không có thủy quái gì ở hồ nước này cả, các em ơi. Bà ta bịa đặt đó. Bọn trẻ tin vào lời lọ lem. Vì vậy tất cả mọi người đều đến bờ hồ. Rất đẹp đúng không? Hãy nhìn kỹ những chú chim cánh cụt kia đi. Thủy quái hồ nước, thủy quái đến rồi, mau chạy thôi. Nhưng thủy quái ở hồ nước lại không biết được thứ đang chờ đợi mình. Mau lên thủy quái hồ nước, ta chờ ngươi đã lâu rồi. À, chuyện gì xảy ra vậy? Mặt nạ của mình đâu? Nhìn con thủy quái kia, cô ta hại. Sarah, lại là cô nữa. Xin chào mọi người. Ta chỉ đùa giỡn một chút thôi. Khi chuyến tham quan kết thúc, lọ lem tổ chức một bữa tiệc trà cho các em nhỏ. Trên bàn có vô số bánh ngọt và bánh quy đẹp đẽ. Đây là những thứ được chuẩn bị đặc biệt cho các em. Chị hy vọng các em sẽ thích. Em thích lắm, ngon quá. Cứ thoải mái ăn bánh ngọt và uống trà nhé. Còn có cả những món quà xinh xắn nữa. Hoan hô, tuyệt vời. Tất nhiên, phù thủy Rosa lại nghĩ ra một kế hoạch độc ác khác để hãm hại lọ lem. Ta sẽ phá hỏng bữa tiệc trà. Ta sẽ cho cô ta biết tay. Kế hoạch của mẹ là gì? Đi theo mẹ. Họ đi đến một cái cây có tổ ong trên đó. Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi con ném tổ ong đó ra giường? Những con ong sẽ bay ra và bay về phía đồ ngọt. Con tưởng tượng ra cảnh đó rồi. Tốt lắm. Đôi khi đầu óc của con vẫn còn dùng được. Mau lên mẹ, thọc cây gậy mạnh thêm một chút nữa. Mẹ đang làm đây. Được rồi, đừng có kéo mẹ. Nhưng mọi thứ không diễn ra như phù thủy Rosa kỳ vọng. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta bị té rồi. Ông kìa, chạy thôi, mau lên. Cứu với. Trong khi lọ lem và lũ trẻ đang vui đùa, mở những món quà xinh xắn, họ thấy hết chuyện đang xảy ra ở phía bên kia của khu vườn. Đó là phù thủy Rosa và con gái của bà ta phải không? Nhưng tại sao những con ong lại đuổi theo họ? Có trời mới biết họ đã làm điều xấu xa gì. Hehehehe.